U22 Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng sẽ tạo điều kiện cho hai đội gặp nhau ở trận chung kết của SEA Games 32. U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games năm nay. Tôi hy vọng U22 Campuchia sẽ vượt qua vòng bảng và gặp U22 Thái Lan, một cổ động viên Thái Lan bình luận trên diễn đàn của cộng đồng hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Một tài khoản khác của Cider Vi Sứ Chùa Vàng viết, hẹn các bạn Việt Nam ở chung kết nhé. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào, trong khi bảng còn lại có các đội U22 của Campuchia, Myanmar, Philippines, Indonesia và Timor-Leste. Bảng B được coi là bảng tử thần của giải đấu khi đương kim vô địch và đương kim Á quân cùng góp mặt. Đa số bình luận của người hâm mộ Việt Nam không thể hiện sự lo lắng mà rất mong chờ đến SEA Games 32. Việc U22 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó đồng nghĩa với việc khán giả được chứng kiến những trận đấu hay. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được đánh giá mạnh nhất ở SEA Games lần này. Nhưng việc hai đội đụng độ ở vòng bảng sẽ giúp người hâm mộ không phải chứng kiến một trận chung kết sớm ở bán kết với điều kiện Việt Nam và Thái Lan giành quyền đi tiếp. Báo chí Malaysia cho rằng đội bóng trẻ nước này khó có cơ hội giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Tờ News Straits Times vừa có bài viết với tiêu đề U22 Malaysia rơi vào bảng tử thần. Trang báo uy tín của Malaysia sớm bày tỏ sự nghi ngờ vào khả năng giành thành tích cao của U22 Malaysia khi họ nằm cùng bảng với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Lào. Tác giả Razan bình luận, hy vọng giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 12 năm của bóng đá Malaysia bị giáng một đòn mạnh. Đội bóng rơi vào bảng tử thần ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Elavarasan gặp đội bóng hai lần vô địch liên tiếp là U22 Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, lo lắng của truyền thông và người hâm mộ Malaysia là có cơ sở. Lần gần nhất U22 Malaysia giành huy chương vàng SEA Games là năm 2011. Lần cuối cùng đội bóng này vào chung kết là năm 2017, nhưng U22 Malaysia để thua trước U22 Thái Lan. Tại SEA Games 31, U22 Malaysia để thua U22 Indonesia trên chấm luân lưu. U22 Malaysia vừa công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 32. Huấn luyện viên Kim Pangon quyết định gọi 4 tuyển thủ quốc gia gồm Mukhai Viaiman, Ruben Thiran, Hakimi Azam và Azam Asmi Murad. Họ được xem là trụ cột trong đội hình của U22 Malaysia. Huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam ông Philippe Chusier nói, chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Trong thời gian tới khi đội tuyển hội quân tập trung trở lại, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup vừa qua.